Mà bây giờ anh đã hứa với tất cả cộng đồng mạng như vậy rồi, bây giờ quay trở lại anh lại bán đi người con của anh nữa, anh cho đi, anh lấy tiền 40 triệu nó về anh xài cho chính bản thân anh là không được. Không phải là anh tức vợ mà anh bán đi cái máu mủ ruột thịt của mình. Yeah. Nếu như mà tụi em không xuống đây thì anh chắc chắn là anh cho bé này rồi đúng không? Là một người đàn ông vô trách nhiệm, tạo ra được con nhưng mà lại đi mang đi cho con đi. Cái điều đó là anh đã nói rồi, cái điều đó là không có cái tình người nào ở trên thế gian này mà làm những cái điều đó. Thà là anh phải hy sinh cho chính bản thân anh, thà là anh chết đi, anh để lại cho con của anh sống. Đường này anh không muốn chết đi mà anh lại bán, anh lại cho con anh đi, để anh là cái con người được sống. Một người đàn bà như vậy không đáng để làm mẹ, một người đàn bà như vậy không đáng để làm vợ anh. Sanh con ra được, tạo ra được nhưng mà lại không có nuôi. Những cái loại đàn bà đó là những cái loại đàn bà hư. Dạ, Bốn xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn có một ngày mới vui vẻ và an lành ha. Thì ở video lần trước anh em Bốn cũng đã có đăng tải về một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt đó cả nhà. Thì không biết cái lý do vì sao mà một người vợ trẻ đã lấy hết tiền ở trong nhà rồi là bỏ trốn. Nghe đâu là bỏ đi làm quán karaoke của chú anh chị ạ. Thì để lại ba cha con của em Linh là 29 tuổi, một người con gái là 5 đến 6 tuổi và một người con gái nhỏ nữa là chỉ có 8 tháng thôi cô chú anh chị. Đó. Thì trong cái sự túng quẫn, trong cái sự mà nói chung là bực bội trong người đó, thì em Linh đã có cái ý định là cho đi người con nhỏ đi. Đó. Mà sau đó thì anh em Bốn biết được thông tin và đi xuống đó để có thể là xem được tình hình như thế nào, có thể giúp đỡ gì được hay không. Và sau khi mà hỏi thăm thì anh em Bốn nhận ra một điều là hình như em này muốn bán đi chứ không phải là cho không đâu. Đó, thì sau khi anh em khuyên nhủ rất là nhiều rồi thì cũng có giúp đỡ một số tiền đó là 2 triệu. Thì em Linh cũng đã suy nghĩ lại và không bỏ qua cái ý định đó. Nhưng mà sau khi đăng tải video và một khoảng thời gian có 2 đến 3 ngày thì hôm nay anh em Bốn nhận được một cái thông tin nữa là em Linh này hình như tiếp tục có ý định tiếp tục là bán người con của mình với cái giá 40 triệu của chú anh chị. Đó, thì cái thông tin này không biết là chính xác hay không. Vì thế nên là hôm nay Bốn cùng với anh Phạm Tấn sẽ đi xuống trực tiếp ở dưới nhà đấy, hỏi thăm tình hình như thế nào và xem thử là tại sao em Linh lại tiếp tục có ý định như vậy nha cô chú anh chị. Và mình xác minh cái thông tin đó ha. Bây giờ Bốn mời cô chú anh chị và các bạn cùng với anh em Bốn đi vào trong nhà ha. Đây là cái ngôi nhà mà của một cái người cô. Cha con chào cô ạ. Con chào bà nhé. Một người cô rất là lớn tuổi rồi, đã kêu mang ba cha con này nè. Đấy. Hiện tại thì hình như là Tấn đang thấy là ăn bánh mì. Dạ con chào bà nhá. Bà khỏe không bà? Đấy, ra đây sao ngồi buồn thiu ở trong đó vậy? À, sao buồn thiu? Để cho con ngồi dưới này bà ơi. Đây mình ngồi đây đi. Dạ cũng chào bà. À, sao buồn thiu vậy? Con ngồi đây đi. Em mới đi phụ về. Đi phụ gì? Dạ đi phụ bà con cán cái sập. À, là đi phụ hồ hả? Dạ. Đây mình ngồi qua bên này cho gần con đi. Ôi chú chào con gái nha. Đang ăn cái gì hả con gái? Ăn bánh mì hả? Ở đây con quay lại đây chào ông bà cô bác đi. Đây vòng tay lại con chào ông bà cô bác. Đây quay lại đây. Rồi vòng tay lại nè. Con chào ông bà cô bác. Chào ông bà cô bác. Ừ, giỏi. Đây cô chú anh chị. Anh sao rồi cho bé ăn bánh mì vậy? Đã rồi mua nữa. À, không cho nó ăn cơm à? Dạ có, sáng hồi nãy có cho ăn rồi. Ăn cái gì? Dạ, ăn cơm. Ăn cơm. Ừ. Em gái qua đây ngồi đi em gái. Đây. Qua bế em đó. Hôm qua tới giờ thì đây cô chú anh chị Tấn cũng sẽ kể lại cho cô chú anh chị biết được cái hoàn cảnh như này. Hôm cách đây tầm khoảng 2 ngày á thì ba của đứa bé, đây là em Linh. Năm nay là em Linh là 29 tuổi, vợ thì bỏ để làm quán karaoke đúng không? Thì ôm đứa bé này là giống như kiểu là đang rao bán, đang cho ở trên cộng đồng mạng là cho nói cái bà cô này, bà chị này. Đó thì đây đứa con là thấy không? Hai đứa con như thiên thần luôn vậy mà đi cho. Thì hôm nay anh suy nghĩ sao rồi? Thì nói chung chuyện qua em cũng có lên tới trển nhưng mà tại vì em đi có ngân em là em không, tại vì bà chủ quán bà không muốn cho gặp. Tại vì em vô thẳng, em bay thẳng vô quán luôn là em gặp nó là nó kiểu như dạng nhưng mà nó trốn, nó tránh né luôn đó, là Là gặp ai? Là gặp ai? Anh gặp vợ em. Là ý là hôm qua là anh đi tìm vợ anh. Dạ. Anh đi tìm ở đâu? Trên quận 8 đúng. Ở trong quán karaoke luôn hả? Dạ. Quán karaoke đó là Hoàng Anh hả? Hay là sao? Đông Anh. Đông Anh. Dạ. Là hiện tại là vợ anh đang làm ở trên đó. Dạ. À, ủa, tại sao anh lại đi tìm vợ anh? Tại chiều hôm qua em cũng có nhắn tin cho chị Hà. Chị Hà nói kêu đi kiếm đi rồi về, rồi sau này rồi thấy hai chồng khổ hay cái gì đó rồi người ta sẽ giúp đỡ cho. Nhưng mà em cũng có lại tới chỗ em kiếm, nhưng mà nói chung là tránh né rồi chắc em cũng nghĩ đi kiếm. Tránh né hả? Dạ. Trước đây tới giờ cái lúc mà vợ đi cho tới giờ á, thì anh đã đi tìm bao nhiêu lần rồi? Là lúc từ hồi lúc bỏ đi luôn á là em đi tìm. Ngày hôm qua nữa là khoảng mười mấy lần đi tìm vợ hả? Dạ. Wow. Và có gặp được lần nào không? Dạ mới gặp được ngày hôm qua. À, ngày hôm qua là giáp mặt luôn. Dạ. Có giáp mặt không? Có mà nó không có nói chuyện, nó trả lời trả vốn gì rồi. Là vợ anh là không có nói chuyện với anh luôn hả? Dạ. Là không có đoái hoài đến hai người con này là sống chết mặt luôn hay là sao? Dạ. Vợ có nói những cái từ đó không hay là không? Nói chung là em có nói là em kêu thôi về coi hai đứa nhỏ đi rồi anh đi làm. Rồi em chỉ nói gì thôi, nó không trả lời trả vốn gì hết rồi cái em quay qua em đi quay ra rồi em đi về luôn. Tức là vẫn tìm được. Dạ. Hiện tại là vợ anh là cái công việc chính thức ở trên đó là công việc gì? Thì nói chung mình chạy bàn lao dọn phụ dẹp là làm trong cái quán karaoke. Dạ. Thấy anh mặc có đẹp không? Thì nói chung cũng đồ như bình thường. À. Và anh có suy nghĩ gì về cái người vợ của anh không? Thì nói chung em cũng có suy nghĩ gì hết, thì nó làm được thì nó làm, chuyện của nó giờ em không đi tìm đi kiếm nữa. Rồi em kiếm ngày hôm qua là gặp là nó không nói chuyện, là từ đây sắp tới là em không có đi kiếm nữa. Ý là từ trước cho tới giờ thì cái lúc mà từ khi mà vợ bị cái người chị hai đó. Thật sự thì như thế này là hôm nay xuống đây á, là em muốn tìm hiểu cũng như là có rất là nhiều cô chú anh chị ở trên cộng đồng mạng nói á, là liệu rằng vợ anh á, là có bị những cái người mà chị hai đó hoặc là những cái người nào mà dụ dỗ để chăn dắt, để làm những cái mà ở trong những cái điều xấu á, đó là làm gái gú hay là có thể nặng hơn á, sẽ là bán qua bên Campuchia. Anh có suy nghĩ vậy không? Chắc em cũng suy nghĩ chắc cũng có như vậy, nhưng mà em hôm qua em vô là em thấy mặc đồ bình thường thôi chứ không có mặc đồ như kiểu mà dạng mấy người ta đi làm chuyện đó. À. Dạ. Rồi là như thế này anh Tấn Vân chưa hiểu cái vấn đề mà cái chỗ mà cái cô chị hai á là có liên quan gì tới gia đình mình không mà mình lại kêu cái cô đó cô chị hai. Tại vì cái đó là em cũng biết, nhưng mà cái không phải chị ruột hay là không, em cái đó em không rành. Tại vì nó gặp ai cũng kêu chị hai chứ. Và cái cô đó là tên gì? Dạ tên Thảo. Cô Thảo. Dạ. Ủa sao mình lấy nhau bao nhiêu lâu rồi sinh hai đứa con mà không biết là vợ có chị hai ruột hay không là sao? Dạ tại vì cái đó em cũng có tiếp xúc với bả. Em cũng có ít có khi nào mà vô nhà bả hay là nhà bả chơi. Không, nhưng mà ý là mình không biết được cái cô đó là ruột thịt với vợ mình hả? Dạ. À. Nhưng mà vợ quê anh là vợ ở đâu? Dạ quê ở đây luôn. À là gốc ở đây luôn hả? Dạ, ở trên Long Đức. À là gốc ở đây luôn. Nhưng mà cái lúc mà hai vợ chồng cưới hỏi nhau thì có giấy tờ hay là cái kết hôn này nọ được không? Dạ không. À chỉ là về ở chung với nhau như vậy đó hả? Dạ. Ủa vậy là hai bé này là không có giấy khai sinh cái gì hết trơn hả? Dạ. Ủa trời. Mẹ nó chưa có giấy. Mẹ cũng chưa có giấy luôn hả? Ủa thế bây giờ anh có giấy tờ đầy đủ không? Dạ đầy đủ. Đầy đủ. Vậy bây giờ hai đứa này là coi như là không có một cái mảnh giấy nào mà che thân hết hả? Dạ. Ủa giờ phải làm sao? Vì sau này em về dưới thì em khui mẹ mất thì em làm cho nó nhập khẩu vô em. Trời ơi, tức là mẹ hai bé này đang sống mà mình khai là mẹ bé chết luôn rồi hả? Thì nói chung là cậu em ở dưới làm bên chủ công an xã thì ổng cũng nói gì rằng đặng cho. Nói chung á là những cái việc mà anh sau này làm giấy tờ cho con nó như thế nào thì em không cần biết nhá. Còn em hôm nay thì em tới đây em không phải là trách mong anh gì cả, nhưng mà Có rất là nhiều người, người ta phản ánh anh rất là nhiều luôn. Anh có đọc những bình luận không? Dạ em đọc hết. À, anh cảm giác trong người như thế nào? Thì em đọc những lời bình luận trên cộng đồng mạng khuyên thì em sẽ không cho bé nữa. À. Tại vì có cái cô kia hồi giấc ngày hôm qua hay giấc sáng này có điện cho em là nói là xin cái số điện thoại của em, đó là xin bên anh Tấn, là anh Tấn nhắn qua Zalo gì đó. Là bả đòi bắt, em nói, em mới nói con không cho nữa. Tại vì anh Tấn giận là không có cho. Rồi nói em với bà nói 2-3 câu rồi tắt mắng. À, là cái bà đó bà đòi bắt đứa con của anh, cô Linh đi. Dạ. À. Hôm qua như thì em Hà em có suy nghĩ gì về cái người đàn ông cũng như là suy nghĩ gì về cái người mà phụ nữ mà coi như là vợ của anh này không? À, thì đối với bạn Linh á, thì em thấy sau khi mà có tiếp xúc có nói chuyện á, thì thấy bạn thật thà quá. Vì bạn thật thà quá nên là bạn cũng kiểu là không đủ bản lĩnh, không đủ cái sự dứt khoát á. Nên là cái người đàn ông mà không đủ cái sự dứt khoát thì đàn bà người ta kiểu là đã không có được cái sự nể, không có nể mình lắm á, không? Yeah. Mà với lại là vợ còn trẻ quá đi, cũng khó trách một đứa con nít, ai mà trách con nít bao giờ đúng không? Nhưng mà vì mình lấy vợ trẻ thì mình cũng phải thông cảm, còn nhỏ quá. Bây giờ nhiều người tuổi đó còn chưa lấy chồng mà bây giờ bạn 2 đứa con rồi. Hết thanh xuân rồi còn đâu. Mình phải bao bọc yêu thương, mà mình phải đặt ra một câu hỏi lớn là vì sao vợ lại đi như thế? Có phải là lỗi do mình hay không? Hay là vợ khao khát điều gì thì phải tìm hiểu, đừng có bỏ cuộc. Khi mà mình nhận được một cái câu trả lời chính đáng rồi á, thì lúc đó bỏ cuộc vẫn chưa muộn, đúng không? Dù bạn có xấu cỡ nào đi chăng nữa thì rõ ràng bạn vẫn là mẹ của 2 đứa nhỏ này. Làm gì sau này mà ví dụ như Linh lấy một người vợ khác đi, có dám chắc là người ta thương con người nào? Làm có người đàn bà nào bản lĩnh mà thương 2 người con riêng của chồng mà lo lắng cho 2 đứa con này không? Không có đâu, thật. Nên là cứ từ từ mình tìm hiểu và mình phải đưa vợ mình về chứ. Vợ mình đến với mình từ lúc còn quá nhỏ đúng không? Mình là coi như là mình hưởng hết rồi đó. Thì không có lý gì mà mình bỏ rơi hết. Cái đó suy nghĩ cân nhắc lại. Cũng đừng có nản, bài học của mình á, thì sau này mình phải mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn vậy á. Em hỏi, nói chung là anh đi, anh hỏi em thiệt nha. Hôm qua cho tới giờ á, bữa mà vợ bỏ cho tới giờ á, thì 2 vợ chồng liệu rằng có xảy ra một cái mâu thuẫn gì không? Có quánh vợ hay là có làm gì vợ mà để tổn thương thì một người phụ nữ người ta bỏ trốn không? Thì nói chung cái bữa đó là em làm mệt về bà chị ha. Em bà con vợ em á là mới xuống điện cho bà chị 2 xuống á, rồi bà mới chửi như kiểu dạng như chữ em tiếng là đủ má đủ mẹ gì đó. Rồi xong cái em không nói gì hết, cái cầm chiếc dép á, như kiểu chiếc dép mà có đôi giày mà cứng á, rồi chọi vô mặt em sưng. Là bà chị 2 chọi hay là vợ chọi? Bà chị 2 vợ em chọi. Rồi em cũng không nói gì luôn. Rồi nhào nó đục em một cái là máu răng em ra luôn rồi. Rồi bà Trâm chủ trọ, nói chung là bà chạy ra, bà chạy không kịp. Rồi lúc đó em đau quá, nói chung là cái sự đau quá là em kiềm chế không nổi, em mới lại nhào lại em lụm như kiểu mà cục đất đỏ thôi, nó mềm thôi. Rồi trong khi đó là em mới đập đầu bả, là nói chung là có u mấy cục là có, nhưng mà bả mới nói với vợ em, nói á, con vợ về điện, vợ em điện về cho bà chị bên đây nói là chị 2 em là thằng nhí nó đập lên đầu chị 2 em là mai 8 mũi. Đó, rồi em mới tức, em mới điện lại cho bà chị Thảo đó, rồi nói nếu mà chị có mai sự thật 8 mũi đó, chị đem cái giấy mai xuống cho em đó. Rồi cuối cùng xong rồi em lên trển rồi bà trốn luôn tới giờ. Là ý là hôm qua là Linh vẫn chạy lên, em vẫn chạy lên cái phòng trọ của bà chị 2 đó. Dạ. Nhưng mà bà chị 2 đó là trốn rồi hả? Dạ. Wow. Nói chung là dọn đi chỗ khác thôi, chắc cũng vòng đâu đó, dọn đi chỗ. Sau khi có lẽ là sau khi nhận được những clip ở trên cộng đồng mạng như thế này á, thì bà chị 2 sẽ bỏ trốn. Vì giống như kiểu là mình thì đang suy nghĩ là sẽ có một người nào đó chăn dắt vợ anh đúng không? Giống như kiểu là dụ dỗ á. Dạ. Có suy nghĩ vậy không? Dạ chắc cũng có. Suy nghĩ làm sao nói cho anh nghe. Thì nói chung thì bà chị 2 của bên vợ em á, thì nói chung là xù xì với vợ em cũng lâu lắm rồi, nhưng mà nói chung bà chủ trọ không biết cái chuyện gì mà bà xuống là nó nhỏ lắm, như kiểu mà bà đứng chung nhà, bà mở cửa sổ rồi bà nghe thôi. Nói chung là nhầm câu nghe được nhầm câu không. Rồi bả mới nói về, bả bữa đó bả mới nói về, bả về bả, em về cái xong bả nói với em á, nói bà chị hai mày chở con vợ mày đi làm móng tay móng chân đồ, bỏ con nhỏ khóc đóng cửa lại, như kiểu như con em mới nhỏ, gái lớn em mới 5 tuổi nó cũng đâu có biết gì đâu mà nó chăm khóc. Bà chủ trọ thấy tội nghiệp quá, bả mới qua bả ẩm. Trời ơi, đứt ruột chưa? Hôm qua thì em nghe được một cái thông tin mà rất là quan trọng ở vấn đề chỗ này nè. Cái ngày hôm trước là em tới đây thì anh hứa với tụi em á là đã không có cho con cho bất cứ một ai nữa. Nhưng mà hôm qua em nhận được thông tin á là anh có nói với lại cái cô đó đó là anh vẫn là đi cho con với điều kiện là phải lấy được 40 triệu thì em mới chấp nhận, là anh mới chấp nhận cho đứa bé này. Không, cái đó em không có nói. À, dạ. Yeah. Cái đó là em muốn nói, nói chung là bạn gọi là cho em làm nói là không, người khác chứ không phải là người hôm qua. Có ai như có ai như vậy không? Dạ không. Mà em hỏi thật, anh cũng phải là anh cho người con này rồi lấy 40 triệu không? Có không? Có cái chuyện đó không? Dạ không, dạ không. Là chắc chắn là không có đúng không? Dạ. Chứ đến lúc là tụi em tới đây Mạnh Thường Quân, thí dụ như bây giờ Mạnh Thường Quân giúp, chứ bây giờ không có Mạnh Thường Quân giúp. Mà bây giờ anh đã hứa với tất cả cộng đồng mạng như vậy rồi, bây giờ quay trở lại anh lại bán đi người con của anh nữa, anh cho đi, anh lấy tiền 40 triệu nó về anh xài cho chính bản thân anh là không được. Anh không phải là anh tức vợ mà anh bán đi cái máu mủ đồ thịt của mình. Dạ. Cái đó là em chỉ là có nhận được có cuộc gọi của bà cô đó gọi lại thôi. Ừ. Nó hỏi phải số máy này của Linh không? Nói là anh Phạm Tấn anh nhắn qua cho cô. Là anh nghe anh Phạm Tấn nói là Linh cho đứa con đúng không? Nói dạ không, bây giờ hồi bữa hổm con có nhắn tin với chị kia là con nói cho, nhưng mà bây giờ anh Phạm Tấn xuống dặn con là không cho bé nữa. À. Đó. Chỉ là em nhận có được có cuộc gọi đó thôi. Là không có cuộc gọi nào đúng không? Không có mà anh đi rao giống như ở ngoài đường bữa giờ là nói là lấy 40 triệu là cho bé này đúng không? Không dạ, có đúng không? Dạ. Ờ. Nếu như mà tụi em không xuống đây thì anh chắc chắn là anh cho bé này rồi đúng không? Dạ không. Không, ý là cái lúc mà em chưa hứa xuống về đây với anh á. Dạ có đó, lúc đó là có. Là lúc đó là sẽ hứa với cái cô kia là cho. Và cô kia thì cô có nói là tiền bạc gì cho anh không? Thì nói chung bả nói là gia đình bả cũng khổ, thì bả nói chung là mình cho bé thì bả nói chung là bả giúp mình lại được nhiêu thì giúp. Rồi xong về cái ông ba em là không có đồng ý, không cho. Nó chẳng thà mày có cháu mày ăn cháu, cơm mày ăn cơm, mày cũng làm gán làm nuôi cho con mày. Ừ. Em thấy một người đàn ông như thế nào em gái? Em thấy thật thà quá. Mà cái gì quá thì cũng không tốt. Nhưng mà có thật thà hay là không đi chăng nữa thì cũng ráng nuôi con của mình, không sao hết á. Đói qua ngày hai ngày thôi chứ nó không đói cả đời đâu lo, không sao hết á. Bây giờ anh đang sợ một cái vấn đề như thế này nè, anh đang sợ một vấn đề là thí dụ như tầm khoảng 3-4 tháng nữa mà nó không có công ăn việc làm đó, mà trong lúc là hai đứa con là hiện tại là không có một cái giấy tờ gì hết trơn á. Dạ đúng không bà? Con đang suy nghĩ rất là lâu dài cho ảnh á, liệu rằng mình có giúp được ảnh một cái việc gì không, hay là mình chỉ nói không như này mà ảnh nó không có hiểu. Rồi đâm ra là tầm khoảng 3-4 tháng nữa là ảnh nó sẽ lấy những người con của ảnh á. Đó, tại vì là con của ảnh nó bởi hiện tại là không có giấy tờ gì hết trơn á. Cho nên là người ta rất là dễ sinh. Đó, và ảnh nó sẽ dễ mềm lòng với lại là tất cả mọi người, và ảnh nó cho đi những đứa con của mình. Anh có biết là bây giờ là cái thời đại này là anh có biết là người ta sẽ mang qua, người ta đâu có phải là sinh đàng hoàng, mình đâu biết được. Đúng rồi. Mình cho người ta là mình làm giấy tờ là mình coi như mình xong rồi. Người ta đi mất tiêu rồi, người ta qua Campuchia làm sao? Dạ. Rồi qua bên nó lấy nội tạng hay là lấy cái gì mình đâu có biết được. Em có suy nghĩ được những cái điều đó không? Dạ có. Là em suy nghĩ làm sao? Thì nói chung là từ hồi lúc mà em nói là em cho là nói chung là nhiều người lại đây lắm, mà người ta sẽ nói là về thương, mà không biết là có thương hay không, là cái đó có bán nội tạng hay không, cái đó em cũng không biết. Mà nói chung là cũng trùng quê với em, cũng cách chỗ em ở cũng khoảng 10 cây số. Coi như em cũng sợ một cái vấn đề mà là mình cho đi người con xong rồi mình không biết là cái người đó tốt hay là xấu. Có thể người ta đi mang qua bên Campuchia hay là đi bán một cái gì đó đúng không? Bán nội tạng hay gì đúng không? Yeah. Là sợ cái điều đó không? Yeah. Anh cho là mất. Điều đó anh biết. Anh có muốn nói gì lời gì với vợ không? Vợ có lẽ là có xem video đúng không? Thì nói chung chắc nó điện thoại thì hôm qua em gặp nó thì nói chung là điện thoại em cũng không có thấy nữa, không có thấy điện thoại luôn. Rồi Zalo Facebook gì đó là hồi giấc sáng nay ông già em đó, gọi đó, thì được gọi thì đổ chuông mà nói chung là không có nghe máy. Rồi cái hồi ông gọi là thêm một cuộc đó là nói chung là chặn cuộc gọi hết luôn, chặn cuộc gọi luôn. Nhưng mà hôm qua là có giáp mặt. Nhưng mà vợ anh có nói với anh là một câu nào không? Với anh nói em một câu nào không? Dạ không. Không nói một câu nào luôn hả? Dạ. Nhưng mà có gặp mặt đối diện như thế này không? Thì nói chung là em đứng đây là nó đứng ngoài chăn chỗ cái thùng mút thôi. Mà em hỏi bây giờ anh kêu thôi về nuôi hai đứa nhỏ đi rồi anh đi làm. Rồi nó không trả lời trả vốn như vậy rồi bỏ đi luôn. Bỏ đi luôn? Dạ. Không nói một tiếng nào? Dạ. Trời ơi. Lúc đó là em suy nghĩ làm sao? Thì lúc đó buồn quá, em đi qua bà cô em nói cho bà nghe thì nó bỏ chắc cũng vài ngày nó về chứ gì, nó đi cả nửa tháng nay rồi. Yeah. Cách đây thì rất là lâu rồi thì vợ em á có nhắn tin cho anh và kêu cầu cứu anh, nhưng mà lúc đó thì anh đang ở miền Tây, anh chưa có đi được. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Dạ có. Và bây giờ thì anh cũng đang nhắn cho vợ em là hãy về đi để nuôi cho hai đứa con và về làm giấy tờ cho rõ ràng để hai đứa bé này nó có một cái gì đó nó che thân nó, chứ bây giờ mà ở xã hội này mà không có giấy tờ thì làm sao mà đi học được. Dạ. Đúng không? Dạ. Có suy nghĩ vậy không? Dạ có. Và bây giờ cái mong muốn của em là như thế nào? Thì nói chung là em có chỗ làm rồi mà xa quá, nói chung em không có phương tiện em đi. Dạ. Còn cái vấn đề mà của vợ là coi như là bây giờ bỏ luôn hay là sao? Dạ chắc em bỏ luôn, chắc em nghĩ tìm nó, nếu mà có sự thật thương hai đứa nhỏ này tự động nó quay về. Chứ em đi tìm từ hồi lúc đó là từ hồi lúc bỏ đi là đi tìm nó là em phải nói dốc là 6 triệu mấy. Là sao? Là 6 triệu mấy đi tìm. Đi tìm vợ hả? Dạ. Đi tìm vợ mà hết 6 triệu mấy? Dạ. Từ đây lên trên Sài Gòn. Sài Gòn, từ đây lên quận 8. Dạ. Nhưng mà anh suy nghĩ làm sao anh lại đi tìm vợ? Thì nó nghe lại bà chị hai nó đi thì em thấy trong người bức xúc quá, thì như kiểu mà dạng nghe lời á, thì em bức xúc quá thì em mới đi tìm nó. Dạ. Ý bức xúc mà là ý là bức xúc chuyện gì? Chuyện bỏ hai bé nhỏ đi. Dạ. Bỏ hai đứa nhỏ đi, còn bỏ mình thì không sao nhưng mà bỏ hai đứa nhỏ đúng không? Dạ. Đi tìm nhưng bây giờ đã thất vọng, không muốn tìm nữa hay sao? Dạ không muốn tìm nữa. Tưởng có đi tìm nữa em đi tìm phụ cho. Bà ngoại có suy nghĩ gì không? Bà ngoại có suy nghĩ gì không? Bây giờ viện nó, vợ chồng nó tự viện, nó sống nay bao nhiêu năm rồi. Dạ. Thì giờ thì nó vợ chồng tính theo tính, chứ mình có nhiệm vụ hồi trước cũng như biết nó, biết vợ nó thôi. Thôi giờ vợ chồng nó muốn sao không muốn, mình không có biết nè. Dạ. Bà ngoại là một người dân thì cho ba cha con ở đây. Dạ. Và liệu rằng thì bà ngoại có cho ba cha con ở đây lâu dài không? Dạ không có, ở đây á, tôi nói chứ nghe hầu kia á, thì mình tôi. Dạ. Thì bây giờ cháu rồi nó về nó làm chỗ sự nghiệp của nó. Dạ. Thì bây giờ nó cho ở làm bà bữa thôi. Rồi tự lo. Dạ. Rồi chứ tôi già rồi chứ đâu có còn lo đâu. Dạ. Là coi như là ở đây 5-10 bữa thôi đúng không? Rồi là tìm một cái cách nào đó để phòng trọ ha. Dạ đó. Dạ. Thì chứ tôi giờ tôi nói chứ nghe phòng trai trẻ hồi đó thì tôi bao bọc. Dạ. Giờ già rồi hôm nay là bệnh mai đau. Dạ. Nhưng mà ngoại cho con hỏi cái là ngoại suy nghĩ gì về cái người mẹ của hai đứa bé này ngoại? Mình giờ không biết nổi. Dạ. Giờ trai trẻ nó khác lắm. Dạ. Con mình sanh chưa biết mà. Con này nó tự lo, tự vợ chồng nó, hồi đó tôi cũng nói, hồi kiếm đâu thì đàng hoàng, rồi về sống có nhau, còn giờ thì nó lục đục thì nó ở riêng, tự nó lo, tự nó làm, nhờ hai đứa con. Về đây thấy hoàn cảnh khổ, thì tôi có hỗ trợ chút ít vậy thôi. Dạ, con cảm ơn ngoại nhiều nha. Dạ. Ngoại cũng, dạ ngoại cũng bây giờ cũng lớn tuổi rồi cả nhà, lớn tuổi rồi mà con cái thì nói chung là bà cũng có một cái nỗi buồn, đó là có một người con mất sớm. Dạ, con cũng rất là buồn với gia đình. Dạ. Còn bây giờ thì người mẹ thì nói chung là mình cũng không biết là như thế nào nữa. Chỉ mong sao mà nói chung là mong sao mà người mẹ về. Có rất là nhiều người, người ta chửi người mẹ đó là một người mẹ rất là khốn nạn, một người mẹ chỉ biết sanh ra chứ không biết là giống như kiểu là tạo ra, nhưng mà là không có muốn là chỉ là không có trách nhiệm với con của mình. Đúng rồi. Dạ. Đó thì theo quan điểm của em á thì trước khi mà mình chưa biết rõ được ngọn ngành 100% á thì không, bây giờ là đã ngọn ngành 100%. Tại vì nếu như mà em không có đi tìm vợ á thì anh sẽ đổ lỗi cho đó là giống như là những người mà người ta chăn dắt là sẽ bị lừa qua bán qua bên Campuchia. Nhưng mà hôm qua thì những cái động lực mà anh nói với em xong rồi em nói với Linh đó thì Linh đã đi tìm lên tới quán karaoke và đã gặp mặt vợ và đã hỏi tình hình cụ thể mà vợ vẫn quay đi, không có chịu về với hai người con. Thì đây là một người mẹ phải nói là đáng lên án trong cái xã hội này. Không phải là lên án cho em Linh nữa mà lên án cho những người phụ nữ đó. Thật sự thì Tấn vẫn luôn luôn đứng về nghiêng về những người phụ nữ. Tại vì những người phụ nữ người ta đã hy sinh cho rất là nhiều rồi. Người ta sinh ra người ta đã thiệt thòi trên xã hội rồi. Người ta phải mang nặng đẻ đau, người ta phải chăm sóc cho những người chồng, người con. Đúng không? Người ta hy sinh cả chính cái bản thân mình để người ta sanh nở ra những người con dòng tộc cho mình. Đó. Mà mình á thì quay trở lại mình đối xử với những người phụ nữ đó không được tốt. Nhưng mà Linh ở đây á thì lại quay trở lại, Linh không hề làm một cái bất cứ một cái chuyện gì xấu. Và vẫn đi tìm vợ. Vẫn đi tìm vợ cô chú anh chị và vẫn năn nỉ vợ. Đó, mà vợ lại không về. Đó, nhiều người người ta lên án lắm. Lên án là mà cái loại đàn bà đó bỏ đi, đừng có suy nghĩ gì về nó nữa. Nó thứ nhất là thậm chí chửi là mất dạy luôn. Dạ đúng, có. Có không? Dạ có. Nói chung là từ hồi lúc mà anh ghi hình là anh đăng lên mạng YouTube là em có đọc những cái bình luận. Là lúc đó là mới có 400 mấy bình luận thôi là em nói chung là em theo dõi hết, em theo dõi những cái bình luận đó. Nói chung là nhiều cái thì cũng có nói em, nhiều cái cũng có nói vợ em. Nói chung là em có đọc được bình luận là thứ đàn bà đó là không vô tác dụng. Yeah. Vậy ở trong những cái bình luận đó có rất là nhiều bình luận nói thẳng ra là người ta chửi em á, thì em khi em đọc những cái dòng đó em có cảm thấy bị tổn thương không? Cái cảm xúc của em lúc đó như thế nào? Thì nói chung em cũng không có nghĩ gì hết, cũng như bình thường. Giống như bây giờ như này này, cộng đồng mạng người ta được quyền bình luận, người ta được quyền chửi bới vì do mình sai. Người ta chửi em á là người ta chửi là một người đàn ông vô trách nhiệm, tạo ra được con nhưng mà lại đi mang đi cho con đi. Cái điều đó là anh đã nói rồi, cái điều đó là không có cái tình người nào ở trên thế gian này mà làm những cái điều đó. Thà là anh phải hy sinh cho chính bản thân anh, thà là anh chết đi, anh để lại cho con của anh sống. Đường này anh không muốn chết đi mà anh lại bán, anh lại cho con anh đi để anh là cái con người được sống. Cái điều đó là anh sai rồi đó. Còn người vợ của anh á, thì trên cộng đồng mạng người ta được quyền bình luận, người ta được quyền nói và thậm chí người ta được có quyền chửi. Và thậm chí tất cả mọi người ở đây cũng vậy. Một người đàn bà như vậy á, không đáng để làm mẹ. Một người đàn bà như vậy á, không đáng để làm vợ anh. Sanh con ra được, tạo ra được nhưng mà lại không có nuôi. Những cái loại đàn bà đó là những cái loại đàn bà hư, người ta nói như vậy. Đúng chưa? Dạ có. Phải như vậy không? Dạ. Thì ở đây á cũng có đàn bà, cũng có đàn ông. Nó chỉ thương nhất là những người nào? Những người con nít như thế này nè. Đấy, những người con người ta vô tội. Người ta sanh ra, người ta được quyền sanh ra mà, đúng không? Sanh ra người ta rồi thì phải nuôi nấng người ta đàng hoàng. Dù sao chăng nữa thì bèo nhất là cũng 18 tuổi. Phải không? Và cha mẹ sanh anh ra là có 18 tuổi không? Dạ hồi lúc đó là em cũng mới được có 4 tuổi mà mẹ em mất hồi lúc. Rồi em chia buồn cùng với gia đình anh. Nhưng mà người cha có bán anh hay là có cho người khác không? Dạ không. Không đúng không? Ủa tại sao anh đẻ con anh ra anh lại đi cho người khác? Tại vì hồi đó em ở chung với bà ngoại em. Nhưng mà người cha của anh á, em hỏi là người cha của anh có bán anh hay là có cho đi người khác không? Dạ không. Không đúng không? Dạ. Thì mình vẫn cứ tiếp tục như vậy, mình làm việc thôi. Anh bây giờ là lỡ rồi, bây giờ vợ bỏ đi rồi thì anh vẫn cứ tiếp tục như vậy thôi. Anh cứ bò lết ở ngoài đường, anh xin ngày 20.000, con anh cũng đủ sống. Anh hiểu em nói không? Dạ. Đấy. Đúng đúng không em gái? Dạ. Ừ. Ở đây cũng là người phụ nữ, ở đây cũng là một người đàn ông. Mình đàn ông là mình phải mạnh mẽ. Dù sao chăng nữa thì bây giờ không được á, đi ra đường xin, ôm con đi xin cũng được nữa, quỳ gối xin tiền mình cũng ok. Đó là mình hy sinh để cho chính bản thân mình để cứu người con của mình đó. Em thấy như vậy có hợp lý không? Dạ. Mà khi mà mình cảm thấy là bản thân mình có đủ trách nhiệm á, mình coi con mình là cái niềm hạnh phúc của mình á, thì tự nhiên có động lực và tự nhiên nó có những cái đường nó mở ra cho mình à. Mình đừng coi đó là bế tắc, mình coi đó là một cái bài học để cho mình phải trưởng thành, đúng không? Nếu như mà mình không trưởng thành bằng cách này, phải trưởng thành bằng cách khác. Không thể nào mà mãi mãi chờ người khác giúp đỡ mình được, đúng không? À, vậy thì vui lên thôi. Ít ra là con của mình, nó là con của mình. Chính xác, nó là con của mình đúng không? Vậy thì quyền sở hữu của mình, đấy. Này mà cho người ta lụm về người ta nuôi, người ta đâu có cần đẻ đâu, có đứa con cho người ta sai. Rồi mình thấy tự nhiên con mình mà để người ta sai chịu không? Không. Tự nhiên con mình để người ta sai sao chịu? Ha. Nói chung là hôm nay không phải là anh tới đây, anh với là Hà tới đây, kể cả cô cũng vậy nữa. Mình trách móc, mình phải trách móc. Đó, mình nói cũng phải nói, mình la cũng phải la. La vì anh là một người cha không có trách nhiệm. Tuy rằng tuổi đang nhỏ nhưng mà cũng đã làm cha hai đời rồi, chứ đâu có phải là mới làm cha đâu, đúng không? Đó, giúp á là cũng là tùy duyên mà giúp, phải không? Tại vì anh còn mà khỏe mạnh. Hôm qua là bây giờ là anh ôm hai đứa con này, có rất là nhiều người ta nói là ở bây giờ ôm đứa bé này thì anh làm được cái gì? Đúng, chính xác. Ôm hai đứa con nhỏ là không có làm được gì cả nhà. Thì cũng chính vì cái lý do đó thì Tấn mới xuống đây. Chứ nếu như mà anh mà ôm được hai đứa nhỏ này mà vẫn đi làm được thì mình đâu có xuống đây làm gì. Đúng rồi. Phải không? Đúng không? Đó là lý do vì sao em phải cần sự giúp đỡ của anh Tấn. Phải giờ ông Linh. Sao vậy? Thì nói chung anh la em lớn quá hay sao? Người ta giật mình. À? Dạ không có. Không có phải không? Dạ. Không, ý là anh thì anh góp ý cho em như vậy thôi. Chứ còn con em muốn cho ai cũng được hết đó. Anh không có ngăn cấm. Nhưng mà anh á, thì lan tỏa trên các cộng đồng mạng. Thì anh phải phân tích cho em hiểu rằng là con của mình đẻ ra, sanh ra thì mình hãy giữ lấy nó. Hôm qua anh có nói một câu mà đúng không? Ừ. À, em có đọc một cái comment ở trên video á. Thì có rất là nhiều người comment như thế này. Ý là chỉ trích em á, tại sao lại dùng những lời nặng nề với bạn. Bảo em là lúc nào mà mình ở trong cương vị của người ta đi, rồi lúc đó mình hãy nói coi thử mình có làm được hay không. Thì nếu như là Linh nghĩ như thế nào về câu hỏi đó, về cái comment đó? Ở trong cương vị là sao? Bản thân con cũng tự nuôi con một mình mà, đúng không? Thì một đứa con hay hai đứa con thì đó cũng là con. Nhưng mà nếu nói phụ nữ chân yếu tay mềm không làm gì được, thì câu đó nếu như mà em víu vào cái câu đó, em nói em không làm được gì hết trơn thì em cũng đâu có cần làm. Đây này cô chú anh chị, đây là một người phụ nữ. Thật sự thì hôm nay mới nói, đây là một người phụ nữ gọi là đơn thân, nuôi cũng là nuôi con nhỏ từ lúc mà mấy tháng tới giờ. Không, mấy tuổi. Mấy tuổi nhưng tới mà giờ. Cái trách nhiệm lớn là thuộc về người mẹ. Đúng rồi, người lớn thì, người mẹ. Mình nói chung là cha hay mẹ gì cũng vậy, mình cảm thấy bản thân mình là một cái người mà phải gồng gánh trong gia đình á, trách nhiệm lớn á thì mình phải làm. Không phân biệt trai hay gái, vợ hay chồng gì hết á. Ai có khả năng hơn thì người đó lo nhiều hơn. Trách móc làm gì đúng không? Thì bây giờ cứ vui vẻ ha. Em chỉ muốn là bạn đừng có cho con, thế thôi. Còn lại nhờ anh giúp. Bây giờ như thế này nè. Hỏi một cái câu quyết định. Là bây giờ vợ anh là đã không về nữa rồi đó, vợ Linh không về nữa rồi đó, quyết tâm là nó không về nữa rồi đó. Nhưng mà mình suy nghĩ á, mình phải nói làm sao cho người vợ người ta thấu hiểu, để người ta về đây để chăm sóc cho hai người con. Cái điều đó là tốt hơn. Thì bây giờ em đứng đây em nói làm sao cho vợ em về đi. Thì nếu thì em về đi thì em có lỗi hay có sai gì đó thì anh sẽ hứa bỏ qua hết, không có trách móc nữa. Nó về coi hai bé nhỏ đi rồi anh đi làm. Rồi có sai cái gì không? Anh có sai, Linh có sai gì với vợ không? Thì nói luôn đi. Thì nói chung là em cũng có sai, nói chung là sai hơn nửa phần thôi. Em mấy nóng quá em chửi nó một tiếng. Nói chung là em chửi nó một tiếng. Nó nói bậy đúng không? Dạ, nó có nói bậy nó một tiếng, nó nghe lời chị hai mà quá. Thì em chỉ nói nhiêu đó thôi. Thì bây giờ thì như vậy thì cứ xin lỗi vợ đi. Mình sai chỗ nào mình sửa chỗ đó, mình đúng chỗ nào thì mình nói chỗ đó. Chứ bây giờ tội nhất là hai đứa bé này chứ đâu có tội tình gì vợ đâu. Không, nói cho vợ nghe. Thì nói chung là em xin lỗi em, thì em về ở với hai nhỏ là em đi làm. Tại vì nổi nhiều nước đỏ, nói chung cũng tội lắm. Nóng quá xảy sao bà? Dạ. Bây giờ nó nổi thôi, nó nổi cái cục. Nó nổi hay là sao em? Dạ nó nổi sảy nhiều quá. Nó nổi sảy. Người nhiều. Bây giờ như thế này nè. Bây giờ thì bây giờ là anh phải hứa với tất cả các cô chú mạnh thường quân, quý khán giả, với là em, với là tất cả mọi người ở đây. Anh hứa làm sao sau cái đoạn video này anh không được cho bất cứ bất cứ một ai, một đứa con nào. Anh nói đi, anh làm sao mà để cho mọi người tin tưởng thì tụi em mới giúp đỡ cho được một cái gì đó để nó lớn khôn trưởng thành. Anh nói với mọi người đi. Thì ở đây thì em cũng hứa với tất cả cộng đồng mạng em không có cho bé nữa, tại vì mình lỡ mình cho rồi sau này mình cũng không được gặp mặt con mình. Có chắc chắn gì không? Dạ, chứ chắc. Còn anh nói như vậy là em vẫn chưa có đồng ý và chưa có tin đâu. Anh phải làm một cái cách nào đó để cho tất cả mọi người ta hiểu được rằng là bây giờ là anh không có muốn đi cho người khác nữa. Chứ giờ 3 tháng sau mà em không có tới đây nữa là anh đi cho người khác là sao? Dạ cái này em hứa với anh luôn, không có cho. Ừ thì tất cả mọi người, chứ còn em thì em gặp ở đâu thì em lên mạng ở đó thôi chứ. Thì em hứa với tất cả cộng đồng mạng, em hứa sẽ không cho bé nhỏ nữa. Là hứa nha. Dạ. Là chắc chắn nha. Dạ dạ. Bây giờ cái điều kiện của anh á, bây giờ anh cần cái gì? Dạ tại vì ngày mai ông Thầu cũng kêu đi xuống các lái làm á, rồi ổng kêu nói bây giờ nói chung là có gian người ta có gian không được đâu. Là ổng kêu kiếm phương tiện đi thì nói chung là chú giúp cho mày cái việc làm thôi chứ không có giúp cho cái đường phương tiện mình đi. Dạ. Bây giờ thì nếu mà đi thì hai bé này sẽ gửi ai? Dạ gửi cho bà cô. Cho bà cô đây hả? Dạ. À cô giữ hả? Wow, vậy là ổn rồi ha. Cô giữ nhưng mà để tới tháng cũng phải gửi tiền cho cô. Đúng rồi. Dạ. Mình đi làm là mình phải có trách nhiệm, đó là phải gửi tiền nè, tiền ăn, tiền sữa, tiền giữ. Tại vì cô cũng lớn tuổi rồi, cô chỉ phù cho Linh thôi. Dạ. Nghe không? Dạ. Thì bây giờ á, thì trong cái đoạn video này á, thì bây giờ Linh đã hứa như vậy rồi, thì cũng chỉ là một lời hứa của một người đàn ông thôi. Nhưng mà Tấn với là Hà sẽ theo dõi Linh thường xuyên, với là bà nữa. Nếu mà có vấn đề gì mà nó đưa cháu đi bán là bà cứ điện cho con. Thì bây giờ Tấn cũng xin trích một số tiền của các cô chú mạnh thường quân thì để giúp đỡ cho một cái phần nào đó để có cái cần câu trước mắt nhá. Tấn xin chân thành cảm ơn là nhớ, đúng vậy. Nói nay nói về mai nói kia không có đặng, nói dễ nhưng mà lấy lại không có đặng đâu nha. Anh Mạnh Thường Quân giấu tên là 400.000, ông bà Út Dư Ga ở Dĩ An Bình Dương là 500.000, anh Đức Trần ở Mỹ là 920.000, cô Lê Thị Sang là 500.000 đồng. Cô Xuân ở Úc là 1,3 triệu. Hôm nay á, thì là sẽ giúp cho là 3.620.000 nha, là trước mắt nha. Nếu mà có cô chú anh chị nào mà muốn giúp đỡ cho Linh á, thì sẽ trực tiếp gọi điện cho Linh luôn. Là cái số điện thoại của em là số bao nhiêu em có nhớ không? Dạ 08999735 601. Đọc lại đi từ từ thôi. Dạ 0899735601. Là sẽ liên hệ với trực tiếp cho em Linh luôn để giúp đỡ cho gia đình luôn nha các nhà. Tập trước Tấn vội vàng quá không có đọc số điện thoại của Linh, nhưng mà đọc thì là càng hay rồi ha. Tổng cộng là 3.620.000, 1 triệu mà đi làm. Dạ. Hai nữa là lo cho bé này. 2 triệu. Không phải mà tiền mà buông ra mà 3 triệu. Dạ. 3.500.000, 3.600.000 chứ. 3.7 triệu luôn. Này 3.7 triệu luôn anh. 3.7 triệu anh. Có muốn nói lời gì với các cô chú mạnh thường quân không? Nhìn thẳng vào căng đi. Nhìn em vào cam đi. Cảm ơn các anh chị. Nói lớn chú lên nè, đàn ông là phải ăn to nói mạnh. Nhìn thẳng vào trong cam á, mọi người. Dạ, em cảm ơn các anh chị cô chú trên cộng đồng mạng rất nhiều. cho cái cần câu về thì cố gắng mà làm nha. Dạ. Chứ không phải bây giờ câu dạ hết. Dạ, chứ được bao nhiêu mà trôi bao nhiêu. Dạ. Bây giờ có đi tìm vợ nữa không? Dạ không, nó hồi em. Hay là lấy cái số tiền này đi tìm vợ? Dạ không, nó hồi chạy qua bỏ em kiếm chiếc xe. Kiếm chiếc xe triệu mấy gì đó, rồi còn bao nhiêu nữa thì là mua sữa tả. Rồi mình đi làm này cũng một ngày cũng được 400-500 ngàn. Phải không, nuôi con Phà Phà, cần gì tới ai nữa? Phải không? Mình phải làm chứ, ngày làm đêm đấy. Dạ. Ngày làm nhưng mà đêm cũng làm không? Dạ. Nhầm bữa thôi tông thì có 8-9 giờ. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ nè, ngày thì đi phù hồ, nhưng mà đêm cố gắng mình đi đổ bê tông, ăn theo khối. Dạ, cái đó mình từ 5 giờ đổ tới 8-9 giờ nó tính cho mình thêm được ngày. Đúng rồi, không ấy thì đi lên đổ bê tông cùng với em. Em là ban ngày đi làm từ thiện, còn ban đêm mà đi đổ bê tông. Nhớ là nay đừng có nhắn tin chị ơi, em nhớ vợ em nữa nghe, không nhớ nữa nghe. Em nghĩ tiền. Nghĩ tiền à? Hay là nhớ chị này thì nói là nhớ vợ. Tin chị ơi em nhớ vợ quá, thấy thương luôn á. Nói chị ơi em nhớ vợ quá. Nói vậy cố gắng lên nha. Em ta nói gì nhiều khi la thì la vậy thôi, nhưng mà con rất là thương. Thương thì nói chung là đàn ông mà bây giờ là hai bên hai đứa con dạ. Như này là rất là tội. Tôi thì cũng mong sao mà mọi người hãy bỏ qua tất cả những gì sai trái của một người đàn ông, chỉ là nóng bỏng cái lúc mà nóng bỏng nó thôi, hên là mình tới kịp chứ không tới kịp là bây giờ bé này là hiện tại nó như thế nào, phải không? Rồi. Thì hôm trước á có người thì cứ comment bảo là con Hà với thằng Phạm Tấn nó diễn nó diễn chưa đạt đâu, có đạt đúng không? Và em cũng thấy mắc cười, tức là có những cái suy nghĩ mà mình cảm thấy là không khó chấp nhận ấy, nhưng mà suy cho cùng á, thì Hà tới đây á, thì cũng mong cái điều duy nhất đó là đừng có cho con Hà thì chẳng giúp đỡ gì được nhiều đâu, cái có cái điều là mình thấy mình sót cho hai đứa nhỏ thôi. Thì bây giờ đó cũng tâm sự khá nhiều rồi ha, bây giờ lời hứa thì nhớ thực hiện, Hà sẽ theo dõi đó nha, sẽ theo dõi. Dạ, ở đây ngoại trông chừng giúp con nha ngoại. Dạ. Lúc nào mà nó mà mang bé này mà đi cho người khác là điện cho con nha. Quyền của nó. Quyền của nó. Dạ, nhưng mà ý là cô ngoại im lặng vậy, ngoại điện cho con. Dạ. Nha. Đó nói có mặt nó đó, con là phải lo, cố gắng mà nó không lo là nó chịu. Đây nè, bây giờ diễn ở đâu á, hai anh em mình diễn chưa đạt đúng không? Bây giờ có ngoại đây nè, bữa giờ tới đây thì con có diễn cái gì không? Hả? Con có dặn trước một cái điều gì không? Con có dặn là cho bé đi hay là không cho không? Con tới đây con giúp đỡ thì con có đòi hỏi gì là đồng tiền của ngoại hay là của Linh không? Tôi khóc dữ lắm là sợ dạ. Cho nó thôi à, nó trẻ, còn nó với vợ nó làm gì làm mà tôi dạ. Không cần hiểu. Đó cả nhà, thì diễn hay không á thì có ngoại ở đây biết cả nhà. Thì cũng dạ đi kiếm nhà trọ ở ha. Dạ. Thì trước khi kết thúc đoạn video này tại đây, Tấn cũng mong rằng là tất cả mọi người ở quý mạnh thường quân, quý bà con hãy bỏ qua cho chiếc chàng trai này. Nói chung là mình á, đánh người bỏ đi chứ không bao giờ ai đánh người chạy đi chứ không bao giờ ai đánh người chạy lại đâu cả nhà. Cũng mong rằng cả nhà có thể là bỏ qua, và Tấn chúc tất cả quý mạnh thường quân, quý bà con thật nhiều sức khỏe. Bây giờ thì Tấn xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau. Bye bye cả nhà. Bye bye nè. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ bạn. Bye bye mọi người.